Chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một món bánh bột lọc. Đó là món bánh của người miền Trung. Cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Cái thịt này cả nhà, cái thịt này là mình sẽ bỏ là đây á, là nửa muỗng cà phê màu cho tôm và nửa muỗng cà phê ớt màu, loại ớt patika, cái loại ớt ngọt á, cho thịt. Một muỗng cà phê bột nêm cho tôm, một muỗng cà phê bột nêm cho thịt, nửa cho thịt và nửa muỗng cà phê đường cho tôm. Muối mình bỏ một xí thôi, nửa muỗng cà phê cho thịt và nửa muỗng cà phê cho tôm. Rồi mình ướp, mình để đó nửa tiếng đồng hồ nha cả nhà. Đó, mình để đây nửa tiếng đồng hồ. Tiêu cho thịt và cũng nửa muỗng tiêu cho tôm và nửa muỗng cà phê bột tỏi cho thịt và nửa muỗng cà phê bột tỏi cho tôm. Cái này mình ướp đây nửa tiếng đồng hồ sau mình trở lại mình xào nha cả nhà. Sau khi mà mình đã ướp cái tôm và thịt nửa tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mình sẽ cho vô đây một tí dầu nha cả nhà. Đó, mình cho một tí dầu. Dầu nóng thì mình cho vô đây. Một muỗng canh đường nha cả nhà. Đó, một muỗng này này, mình nghĩ là một muỗng nửa muỗng canh đó. Cả nhà thấy nè, nó cái màu của nó ra đó cả nhà thấy không? Đó, khi mà nó ra mà cái màu cánh gián đó cả nhà. Đây là cái đường của mình nó được rồi đó cả nhà. Đó. Mình tắt lò nha cả nhà, không cho nó cháy. Đó. Mình tắt lò, mình cho vào đây. Cả nhà, mình cho vào đây hành. Hành mình băm nhỏ cả nhà. Một củ hành băm nhỏ. Đó. Rồi bắt đầu mình mới bật lửa lên lại cả nhà. Đó, mình bắt đầu mình bật lửa lên lại và mình cho cái thịt vào. Mình cho thịt vào. Tôm mình cho sao nha cả nhà. Thì tôm nó mau chín lắm, mình không có cho trước. Mình cho thịt vào trước. Đó. Đảo đều đi cả nhà. Cho đĩa lô một chút. Mình hạ một tí. Đó, mình đảo đều. Mình xào này mình xào mình rim á, một dạng rim mà rim khô khô cả nhà. Chứ mình không có rim mà mình không bỏ nước nhiều đó cả. Khi mà mình thấy tới đây là mình thấy được rồi là cả nhà thấy là nó săn cái thịt lại rồi á. Khi cả nhà thấy nè, cái thịt nó săn lại nè. Tôm vào nha cả nhà. Đó, mình cho tôm vào. Mình trộn đều. Tôm của mình nó sẽ ửng màu lên cả nhà thấy không? Đó. Lúc này á cả nhà thấy mà cái màu của mình đó mà không được như ý á. Đó, thì cả nhà thêm vô đây một muỗng. Một muỗng canh này đó cả nhà. Dầu điều. Mình thêm vô đây muỗng canh dầu điều nữa cho cái tôm của mình á. Nó vàng lại, bóng lên.
nó đỏ lên cho đẹp nha cả nhà. Tại mình làm bánh bột lọc mình cần cái màu cho nó đẹp, mà cái tôm mình nó sẽ bóng lên nữa đó. Nêm lại, mình nêm lại và thử là cái thịt của mình hồi nãy nó có vừa chưa nha cả nhà. Mình bỏ vào đây khoảng nửa muỗng cà phê đường nữa cả nhà. Cho nó sắc lại. Mình bỏ lửa riu 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 này nè cả nhà. Đó. Để cho nó sắc cái con tôm lại. Nó giòn cái con tôm lại. Mình nêm lại nè cả nhà. Vừa ăn lắm. Lúc hồi nãy mình bỏ nửa muỗng, giờ mình bỏ thêm nửa muỗng nữa. Ăn nó giòn lắm cả nhà, ăn nó giòn giòn nó ngon. Vừa quá. Nhân ngon quá. Vô đây một thêm một muỗng cà phê tiêu nữa nghe cả nhà. Bây giờ cái cuối cùng này là mình cho thêm một muỗng cà phê tiêu nữa cho nó thơm nè cả nhà. Đó. Thơm quá. Thơm quá. Rồi mình tắt lò, khi mình cho tiêu mình tắt lò cả nhà. Rồi. Xong rồi là mình có cái món thịt mình ram lên rồi. Chập hồi đó cả nhà thấy không, nó khô như vậy đó thì mình mới quái bánh được, chứ mà nó ướt lỏng bỏng là mình không có bánh được đâu cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ bỏ là một gói bột năng nha cả nhà. Bên trong này là một gói bột và hai muỗng canh tablespoon nữa cả nhà. Hai muỗng này này, một muỗng này mà hai muỗng như vậy này đó, hai muỗng tablespoon bột này là bột khoai tây á cả nhà. Mình cho vào đây hai muỗng tablespoon đó cả nhà, bột khoai tây đó, hai muỗng spoon. Rồi trong này mình cho hai muỗng tablespoon luôn dầu ăn, mình đổ vào đây luôn cả nhà. Đó, mình đổ vào đó luôn. Và trong này mình cho một cái này là nửa muỗng cà phê cả nhà, nửa muỗng cà phê đó, nửa muỗng này, nửa muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê bột nêm, nó đậm đà, cho nó đậm đà nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình cho máy quay nha cả nhà, mình cho quay nhẹ nhẹ thôi cả nhà, đừng có máy quay nữa cả nhà, cho nhẹ nhẹ thôi đó. Trong thời gian đang quay như vậy á thì mình sẽ bỏ, đây là một cốc nước rồi cả nhà, nước nóng, một cốc nước sôi nè cả nhà thấy không, đây là một cốc này cả nhà, bỏ vô từ từ, đừng có bỏ nhanh quá, từ từ đó cả nhà, cho quay nè, cứ từ từ mình cứ đông, cho một cốc nước cái đã, nước thiệt nóng nha cả nhà, gọi là nước sôi luôn á cả nhà nha, nước sôi luôn á đó. Đó cả nhà cho một cốc. Một khớp rồi cả nhà nha. Giờ mình tiếp tục nè, mình cho thêm một khớp nữa nè. Đó. Bỏ vô từ từ với cả nhà. Cho quay mà chậm chậm là nó sẽ nhồi cho mình luôn. Bây giờ mình tăng tốc độ lên chút nha cả nhà. Thôi ồn nghe cả nhà. Đó, mình cứ cho quay như vậy. Cho quay cho đều. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Mình cho quay nhanh cả nó nổi ốc trâu. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Mình cho quay nhanh như vậy đó. Hiện tại giờ là mình đang mới bỏ được hai khớp đó cả nhà. Đó, mình mới bỏ được hai khớp. Bây giờ là mình sau khi mà mình cắt này, cắt
cái lá là cái khuôn như vậy, cỡ kích như vậy cả nhà, một găng tay cả nhà đó. Rồi mình đi rửa, mình rửa xong rồi á mình sẽ bỏ vô microwave cho một phút để cho nó mềm cái lá này đi cả nhà. Mình đem ra mình để ráo rồi mình lau qua cái giai đoạn đó. Thì bây giờ mình tới cái giai đoạn là mình gói nha cả nhà. Đây là mình có cái cọng nhỏ này, mình chia sẻ với cả nhà này, cọng nhỏ này mình để đây, mình cho dầu vô, dầu vào đây rồi mình bắt đầu mình múc bột nha cả nhà. Mình cho vào đây miếng dầu cả nhà, mình cho vào tay mình miếng dầu cho nó dễ làm đó. Mình ép xuống như vậy rồi mình cho vào đây vừa thịt vừa tôm đó cả nhà. Đó, mình để vào đây một con tôm, một miếng thịt, mình cuốn cái này lại cả nhà. Đó, mình gói cả nhà, đó mình cuốn vô như vậy cả nhà này, đó xong rồi cả nhà gói lại dày, dễ lắm cả nhà ơi, đó. Được một cái rồi cả nhà, mình cho vô đây mình làm tiếp nha cả nhà. Tay là mình có đeo găng tay rồi cả nhà nha. Đó, mình bỏ miếng tôm, miếng thịt. Bột mà mình làm theo cái máy này dễ làm lắm cả nhà ơi. Rồi mình để khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi mình gói. Nó cả nhà cuốn như vậy này, nó vô trong cái bánh rồi. Rồi cả nhà chị cuốn đây sạch lắm. Nó bó ở trong này rồi, mình có cái khuôn sẵn rồi. Cho nên là mình dễ làm lắm cả nhà. Vậy là xong. Sao bột mới đánh ra cả nhà thấy nó hơi nhão, cứ để nó đi cả nhà. Cả nhà lấy cái giấy ráp đó, ráp lại không sao hết, chặt hồi nó khô à. Ra một chút đó, cả nhà thấy nó gọn không, rất là gọn. Xong cả nhà để cái tay dưới này này, tay dưới này cả nhà túm vào trên này bỏ nó vô đó. Để tay dưới này mình làm cái thế này, mình biết chỗ nào tới mình bỏ nó vô đó là nó túm lại thôi. Đó, mình muốn làm nhỏ 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 thì mình làm nhỏ nhỏ, mình muốn làm bự thì mình làm bự. Cả nhà này để đây này, bỏ xuống cả nhà, để cái tay chỗ này này, lấy cái thế này bó hai bên này bỏ xuống, vậy là xong thôi đó. Rồi mình để chào cả nhà. Cái món bánh bột lọc của mình như vậy đã hoàn tất. Xin mời cô chú cùng thưởng thức cái bánh bột lọc cùng với mình nha. Thank you cô chú và các bạn nhiều. Chúc cả nhà một buổi tối dinner thật là ngon miệng, bình an và hạnh phúc. Yeah, bye bye. Cảm ơn nhiều.